Thì ở đây mình giới thiệu cái một cái mẫu mạch lo kéo mới ha, mẫu mạch mới luôn 2023 ha. Mẫu mạch này sử dụng IC là 8683H, H là 2 ha, 2 là công suất lớn. Thì đối với cái con IC 8683H này, nó công suất nó tầm 80W đến 350W thì cho phép mình tải với cái lò đôi 3 tấc đến 4 tấc. Đây mình chút xíu mình test lò 4 tấc đôi. Còn đối với lò đơn thì 4 tấc hoặc là 5 tấc chạy ok hết ha. Thì cái mẫu mạch này nó có revert cái eco, revert eco được lập trình ha, phối kết hợp ha. Thì ở đây trong một nút ha, chỉ có một nút là phối kết hợp revert eco vô ha, delay, mic bass, mic chép. Điều đặc biệt đối với cái dòng này nó có chống hú ha, chút xíu mình test cái mic ở gần bên xem nó có hú hí gì không ha. Ok, này có phần livestream này ha. Thì đối với cái dòng mạch này là mới, chuẩn kết nối mới, nó có hai chuẩn kết nối M3. Thì chuẩn cách này trước đây là mạch nào cũng có hết. Giờ một cái chuẩn mới hiện nay đó là chuẩn OTG cho mình kết nối video ha. Ok chưa? Đây là khối livestream. Đây là khối livestream. Đây nó có von OTG, khi mình kết nối mình có thể chỉnh độc lập ha, độc lập. Rồi đây là cái phần các phím chức năng trên phần khối Bluetooth ha. Rồi, nó cho mình nhiều cái ứng dụng hay ha. Thì đối với ba mạch này nó có cái điều mà mới mẻ hoàn toàn mà chưa bao nào làm được, đó là cắt tiếng, cắt tiếng để nó trở thành dạng sách ha. Thì nó ở đây nó cũng có cái hay các anh em sử dụng ha. Ở đây là phần DSP, là phần chọn dòng nhạc bóp dắt ra nhiều loại nhạc khác nhau mình chọn ha. Đây, những cái ứng dụng mà khi thuyết trình mình cần sử dụng thì sử dụng ha. Đó. Ok, ngõ in out ha. Rồi đây là phần mặt trước nè, mặt trước có sản phẩm ha, bên trong sản phẩm đây đi sơ công suất ha, dưới miếng ngầm. Ok chưa? Rồi thì ở đây mình sẽ test ha, test trên cái cặp bát 40 con 51 ha, từ 54 ha. Rồi đầu tiên mình test thử tiếng micro thử tuyệt vời không ha. Đây thì nếu như mình muốn chỉnh về tiếng reverb á thì mình đỡ delay, đây lập trình mà phối kết hợp giữa delay và echo ha. Đỡ, nếu đỡ reverb thì mình đỡ delay thấp. Đây mình thử tiếng tiếng mic nè. Alo 1 2 4 5 6 7 8 9 10 1 2 4 5 6 7 6 7. Ok ha. Rồi nếu mà mình phối reverb với echo thì mình đẩy delay lên 1 2 4 5 6 7 8 9 10 1 2 4 5 6 7 9 10. Cái dòng mạch này thì sử dụng con IC này cái tiếng nó chắc tiếng, tiếng ở trong đây dòng IC mới ha, IC mới hiện nay H8683H, H là 2, con số lớn. Kênh bật nhạc lên. Rồi mình thử ngắt tiếng ha, ngắt tiếng là cái nút này các anh em ha, đây ngắt tiếng. Ngắt tiếng nè. Đây nè, ngắt tiếng là đang ở chế độ on. Có chung
Tốt hay không ha? Hồi nãy giờ mình thử là thử gọn bên luôn, chống thuốc cực tốt ha. 1 2 3 4 hết sòn. Gọn bên này, có hú đâu? Ha, mới gọi đây mới gọi là chống thuốc. 1 2 3 4 5 hết sòn. Thử luôn ha, thử ha, đưa thẳng dưới lô chép rồi ha, thử đó. Đây mới gọi là chống thuốc. Đó, đưa vô nó kêu re re re, đây mới gọi là chống hút. 1 2 sọt. Rồi thử đoạn nhạc chờ đợi mình thử tiếp mic ha. Chờ kiếm bài nhạc hấp dẫn lắm, nói chung cái mẫu này là quá trời chức năng hấp dẫn luôn. Mẫu mới 2023 DB lập trình trong con hú lập trình hiệu quả cao. Thử một đoạn nhỏ. Thở đi. Chạy luôn ơi. Thở đi. Khỏi nhà cũng được. Trong đêm miên man từng dòng thư em trao anh, vâng những dấu yêu riêng về anh mà thôi. Em không trông mong cuộc tình ta luôn mơ say, vì anh đây không chỉ yêu mình em. Ngày xưa tình trong vòng tay, muôn đời tình không đổi thay. Chuyện yêu được mãi trong trái tim vẫn còn luôn đong đầy. Giờ đây anh xa tầm tay, trôi giặc về phương trời nào. Riêng mình em giờ đây lẻ loi mãi mong chờ anh người ơi. Ca ha, thì cái đây mình test lại cái phần chống hú cho các anh em xem này. Thấy không, đưa thẳng vô mà nó không kêu gì mới gọi là chống hú nha. Đó, mình phải khẳng định câu như thế. Rồi test lại tiếng micro. 1 2 4 5 6 7. Đây delay mình đang đỡ cao là gọi là reverb echo, đỡ thấp gọi là reverb. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 1 2. Tiếng nó phải trồng gì đó ha. Ok.